Chủ tịch Nahuac đăng đàn, chốt hạ, lùm xùm, cảm ơn fan Việt đã ung phô lao, chúng tôi luôn công bằng. Chủ tịch Miss Grand tiếp tục dành những lời nói mang tính chất cà khịa đối với fan sắc đẹp Việt Nam. Chung kết Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 chính thức diễn ra tại Indonesia. Top 10 thí sinh chung cuộc lộ diện và Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam đã phải dừng chân sớm tại top 20 chung cuộc cùng giải thưởng Country Star Power of the Year. Không đồng ý với kết quả này, cộng đồng fan sắc đẹp Việt đã thể hiện bức xúc bằng cách nhấn nút unfollow đối với trang chủ Miss Grand. Theo ước lượng, chỉ trong vòng chưa tới một ngày, tài khoản Instagram của Miss Grand International đã mất hơn 2 triệu người theo dõi. Đứng trước cơn bão dư luận, ông Nahuac, chủ tịch cuộc thi Miss Grand, đã lên tiếng vì lý do tại sao Thiên Ân không thể tiến xa được. Không công bằng và thẳng thắn qua vòng được vì là người duy nhất có phần thân trên dài hơn thân dưới, điều đó tôi thấy rõ mà. Và phần hông cũng to. Tôi có thể đưa ý kiến đưa ra cuộc thi kết thúc. Vì vậy, top 20 cùng giải Country Star Power of the Year đã đủ rồi. Để chốt hạ cho vụ tranh cãi nảy lửa này, chủ tịch Nahuac tiếp tục đăng đàn để thỏa cơn thịnh nộ. Ngài Nahuac cảm ơn cộng đồng nhan sắc Việt vì đã bỏ theo dõi trang chủ Miss Grand International và khẳng định bản thân luôn công bằng trong kết quả đối với thí sinh. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa thể nguôi ngoai vì lý do mà ông Nahuac loại Thiên Ân khỏi top 10 mang tính chất miệt thị ngoại hình. Nhiều người cho rằng đứng trên cương vị một chủ trì một cuộc thi sắc đẹp, tìm ra những mỹ nhân truyền cảm hứng nhưng ngài Nahuac đã có tư duy body shaming đối với một thí sinh. Vấn đề lùm xùm giữa chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế và cộng đồng fan Việt vẫn đang là chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội. Về phần Thiên Ân, cô cho biết mình không thể không khóc vì cô hiểu bản thân có thể tiến xa hơn vị trí top 20, vì vậy việc dừng chân sớm tại đấu trường này làm cô cảm thấy bất ngờ và thất vọng. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 vẫn lạc quan tiết lộ cô sẽ trở về quê hương để hoàn thành tốt sứ mệnh Hoa hậu Hòa bình đầu tiên của Việt Nam.